bóng không qua lưới, điểm cho Đông Sơn, à cho Cẩm Sơn 1-0. Tốt. Điểm cho Cẩm Phú 1-0. Điểm cho Cẩm Sơn 2-0. Điểm cho Cẩm Phú 2-0. Điểm cho Cẩm Phú 3-2. Bóng tốt. Điểm cho Cẩm Phú 4-2. Ngoài hay là điểm cho Cẩm Sơn. Điểm cho Cẩm Sơn. Bên đấy là điểm cho Cẩm Sơn. Năm hai. Bóng ra ngoài. Điểm cho Cẩm Phú 6-2. Điểm cho Cẩm Phú 7-2. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Cẩm Sơn 4-8. Bóng ra ngoài. Điểm cho Cẩm Sơn. Bắt bóng ra ngoài. Điểm cho Cẩm Phú